Không phải đâu, tôi là người yêu của ảnh đó. Ôi, còn cô bé dễ thương này là ai đây? Em tên gì? Em tên là Tân Ân. Tên của em cũng đẹp quá à. Ủa mà sao em quen với anh Julian vậy? Ê, anh Tân, she's my best friend. Đó là bạn thân duy nhất của anh luôn á. Đúng không Tâm Anh? Dạ đúng. Là bạn thân nhất của chị đó nha. Nếu nói vậy thì chị em mình cùng tổ chức cuộc thi đấu rồi đó. Ủa mà em cũng dễ thương thiệt. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 7 tuổi rồi đó. Ồ vậy là em cũng còn em bé lắm đó nha. He makes spaghetti for me. I haven't had that for such a long time. Oh, alright. Well, since it's been a long time. Yeah, help me. Okay, let me help you. Yeah. Take it, take it. I'll take some vegetable here. I will take that. Okay. Chú tính làm gì vậy chú? Chú sẽ làm món spaghetti. Vậy cho con làm chung. Ôi, ngồi đó cho chú. Chú với chị Phương Trinh sẽ bắt đầu làm ha. Trinh Trinh, how is Brad doing? I remember the time when I made you some shrimp and it turned out that you were allergic to it. Oh my god, that's so hilarious. Can't believe you remember that. I will always remember that. Chú ơi. Hả? Chú cho con làm chung với chú được không? Con cứ đứng đó chơi đi con nè. Tụi chú cũng sắp xong rồi nè. Hả? Dạ. Nhưng mà chú cho con làm chung đi mà. Em bé thì cứ ngồi đó chơi là được rồi, để chị làm cho. Em đâu phải con nít nữa đâu mà chị cứ kêu em là em bé hoài ạ. Wow, chị nói vậy không đúng hả? Em bé này lạ ghê nha. Đã nói là đừng có kêu em là em bé nữa mà. Được rồi. Nè, Tâm Anh, qua đây chú. Đây. Thấy chưa? Bây giờ đó, cái này là phần quan trọng nhất nè. Còn rất tiêu lên đây cho chú. Ừ. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tâm Anh đúng là giỏi nhất luôn đó. Anh nha. Ủa em bị gì hả? Bị đứt tay hả? Em bị đứt tay. Đây. Thôi, đi lên phòng anh lấy cái đồ anh băng cho nha. Đi. Ê, Tâm Anh, xin lỗi. Chờ chút xíu nha. Tâm Anh ơi, chị hai kêu là phải về rồi. Vậy thì con xin phép chú, em xin phép chị em về. Ê, đi đâu vậy? Ai cho con về một mình? Ngồi đó chờ chú một xíu cho nên thay đồ rồi dắt con về nha. Dạ thôi. Em muốn xin ngủ ở lại một đêm có được không anh? Một đêm? À được. Anh đi hỏi của chủ nhà một tiếng là được à. Bộ chị không có nhà hay sao vậy? Chị nói rồi mà, chị có sống Việt Nam đâu. Thôi, ngồi chờ chú một xíu cho nên thay đồ liền nha. Dạ, thôi con về một mình cũng được. Không có được. Giờ này sao em về mình? Ngồi xuống chờ chú một xíu. Ngồi xuống. À anh Julian, anh có muốn xem hình của anh Brad không? Oh, anh Brad hả? Cái anh Brad mà hồi đó mà học chung với anh ở bên Mỹ mà đi du lịch mà giờ cưới cái bà vợ gì mập mập đó đúng không? Đúng rồi đó. Đây, anh coi. Đúng Brad này nè. Rồi sau 2 năm mà sao? Rồi nó ốm nhất vậy? Lần sau nhớ về sớm không biết chơi đồ đáng ghét. Bé khai cái này về coi. Hết hồn trời. Nó nhỏ này ăn trúng gì vậy trời. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm. Đời muốn đeo đắp và xin hạ.